Chiều 22/11, theo quan sát của phóng viên Dinh VN, tại khu vực sân vận động Hàng Đẫy, phố Trịnh Hoài Đức, phe vé hoạt động mạnh trước khi cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra lúc 19:30 phút ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, giá vé tính đến nay có phần hạ nhiệt. Cụ thể, trao đổi với một dân phe tại đây, người này cho biết muốn sở hữu một cặp vé ở khán đài A. Người hâm mộ phải bỏ ra 1,5 triệu đồng, đắt hơn 900.000 đồng so với giá gốc. Ngoài ra, một cặp vé ở khán đài B rẻ hơn một chút với giá 1,2 triệu đồng, trong khi khu vực khán đài C rơi được hết giá 1 triệu đồng mỗi cặp. So với hôm 21/11, giá một cặp vé ở khán đài A đã giảm 500.000 đồng, đối với khán đài B là 300.000 đồng và C rơi giảm 200.000 đồng. Lúc này, những dân phe chuyên nghiệp đã tụ tập hết về phố Trịnh Hoài Đức, ngồi bên góc đường và tiếp cận với bất cứ ai đi qua mà họ cảm thấy là khách hàng tiềm năng. Hiện số lượng vé được Liên đoàn bóng đá Việt Nam phân phối đã bán hết. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ buộc phải tìm đến vé chợ đen nếu muốn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới. Nếu đá ở sân Mỹ Đình, giá vé phải lên hơn 1 triệu. Vì đá sân này, Hàng Đẫy, vé rẻ được nửa tiền. Giá như vậy là rẻ rồi. Hôm qua khán C, rơi giá 1,2 triệu mỗi cặp còn không có mà bán, một phe vé trên sân Hàng Đẫy cho biết. Kết quả hòa của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận đấu với Myanmar đã góp phần giúp dân phe bán được giá. Người này khẳng định, chính vì hòa mới bán được giá cao như này. May mà hòa để chúng tôi còn bán được giá. Nếu đội tuyển thắng thì vé lại rẻ. Phe vé đã trở thành một vấn đề nóng kể từ trận đấu với đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình. Song nhiều người hâm mộ vẫn bất chấp cái giá cao để có thể đồng hành cùng các cầu thủ Việt Nam. Với mức giá không quá đắt, đây sẽ là cơ hội cho nhiều cổ động viên đến sân Hàng Đẫy dự khán. Dù vậy, ban tổ chức chỉ phân phối số lượng vé bằng 1/3 so với sân Mỹ Đình để đảm bảo an toàn cho trận đấu tới.